Kính chào quý vị, tôi là phát thanh viên ảo qua giọng đọc Trần Hạnh. Mời quý vị đón xem video clip trên kênh STD. Kính thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở các tỉnh thành phía Nam khiến nhiều người lao động thất nghiệp và khó khăn trong cuộc sống. Sài Gòn trong tôi những ngày tháng không bao giờ quên được. Hàng ngàn người nối hàng dài từ Sài Gòn đến Tiền Giang để được về các tỉnh miền Tây. Chiếc xe máy trở thành phương tiện duy nhất để chở cả gia đình 3 người, thậm chí 5 người và đồ đạc trên xe để trở về quê nhà. Dòng người rời thành phố Hồ Chí Minh về quê đa số là lao động nghèo, công nhân thất nghiệp nhiều tháng qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và giãn cách xã hội. Thấu hiểu sự vất vả khó khăn cực nhọc của người dân lao động, vào tối ngày 5 tháng 10 2021, Hội Từ Thiện Tường Nguyên do Đại Đức Thích Minh Phú làm chủ nhiệm đã huy động trong 2 tiếng đồng hồ ra 2.100 suất cơm, 400 cái bánh bao, hàng trăm thùng sữa, bánh và cả trăm thùng nước suối và tiền mặt. Tổng số tiền mà hội trao tặng là 120 triệu đồng và lực lượng tình nguyện viên tiếp Tường Nguyên xuống tận Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tiếp ứng cho bà con đồ ăn, thức uống, ấm lòng khi đói. Vô cùng cảm thương cho số phận người hồi hương. Phải về thôi, vì không thể cầm cự được nữa rồi. Họ đổ ra đường chất cả gia tài lên chiếc xe máy cà tàng, lên chiếc xe đạp cọc cạch hay lên trên đôi vai vốn đã ằn xuống trước bao gánh nặng cuộc đời. Trong đoàn người về quê, có cả những em bé vừa mới sinh còn rất nhỏ bồng bế trên tay với hành trình khó nhọc, thậm chí có người đi bộ hàng trăm cây số để được hồi hương. Trong đêm 4 tháng 10, Hội Từ Thiện Tường Nguyên bắt gặp đồng người đi bộ đã 2 ngày rồi mới về tới huyện Bình Chánh. Họ đang nghỉ mệt để tiếp hành trình hồi hương. Đại Đức Thích Minh Phú đã hỏi thăm và tiếp tế thực phẩm cho họ. Hôm nay, Hội Tường Nguyên cũng đã chuẩn bị 5.000 phần cơm cá chiên, lạp xưởng, su hào xào, có cả sữa tươi và nước suối phục vụ cho bà con. Trong hoàn cảnh này, Đại Đức Thích Minh Phú rất xót xa, thương tâm cho phận đời mưu sinh xa xứ. Thầy đã liên lạc nhiều nơi để tìm cách có phương tiện để đưa bà con về quê. Nhìn cảnh này mà nước mắt tôi rơi, bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài khiến nhiều gia đình phải lâm vào cảnh khốn cùng, không thể bám trụ lại miền đất hứa. Hành trình về quê biết quãng đường dài, cả gia đình có thể phải di chuyển trong 3-4 ngày như thế và gặp rất nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn phải cam chịu bởi họ đều khát khao được trở về quê nhà, được ổn định cuộc sống và tìm công việc mới. Trong gian khổ tình người luôn trân quý, cơm không đồng xe miễn phí cứu thương, tin ngày mai phía trước có con đường, qua cơn mưa trời xanh trong dịu vời, biết mấy xinh tươi căng tràn đầy sức mới, gửi niềm tin yêu xin gửi đến Sài Gòn. Sau cơn mưa mông trời lại sáng, Sài Gòn của chúng ta rồi đây sẽ khỏe lại, và thị thành rồi đây sẽ đông đúc trở lại, những nụ cười sẽ rạng rỡ trên môi, dẫu con đường phía trước còn không ít khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng, sự sẻ chia đùm bọc của người dân cả nước, chắc chắn Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video clip của chúng tôi. Xin hãy bấm like hoặc subscribe kênh để nhận những thông báo mới. Phát thanh viên Trần Hạnh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin sau.